Alo alo 1 2 3 4. Hello chào con, 5 6 7 8 9 10. Hi, Chào chào con nhé. thầy. Hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục với tài liệu bản số 2 con ơi. Đó, phần này đúng không Ok, nào? ok. Rồi, Statistics and Data Analysis. Rồi, hello Hiếu cho con, Phú này, chào con nhé. Thì An chào con, Đại Khánh này. Ủa Ơi ơi thầy, ơi, ơi ơi. sao mày hình sao thầy sáng như vậy? Nhìn thầy đẹp trai hơn mọi hôm đúng không? Hello Phúc chào con, Hải này. Chào Đó, thầy. Tùng này chào con, Minh Quang này, với cả Tuấn Khôi chào con nhé. Con ơi, hôm buổi trước thì mình đã làm đến câu số 8 rồi đúng không? Câu số 8 rồi. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục từ câu số 9 con ơi, từ câu số 9 này. Con sẽ làm với thầy câu số 9 nha, xem là con còn nhớ các kiến thức liên quan đến median, mode and range không nha. Đây con ơi, đầu tiên là hãy tìm median. Height of trees in feet, chiều cao của những cái cây tính theo đơn vị là feet, trang 101 con nhé, trang 101. Số trung vị là bằng bao nhiêu ta? Median. Đấy. Ở sao màn hình thầy nó nhìn nó sáng quá. À, màn hình của thầy á? Vâng. À, bình thường nhìn nó tối hơn rồi con. Vâng, nghe này sáng quá. Hình này là rõ ràng thì thế thầy. Ơi Con làm trước rồi. à, thế à, tốt tốt, midi được bao nhiêu nhỉ? Hello đăng rồi con nhá. Để con lấy. Nãy giờ là mới nhìn thấy con à? Không, thầy thấy con rồi, nhưng mà lúc đầu con để là chữ D làm thầy cứ tưởng là ai. Rồi, midi này con nào. Hãy tìm midi. Median là 25. Median Rồi, là chị muốn tìm median chúng ta phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần luôn. 23, rồi 24, 24, 24, 26, 26, 27. Đúng không? Đó, số ở giữa đâu rồi? Đôi 4, 6, 8, đôi 4, 6, 7. Thiếu một cái nào nhỉ? Thiếu một số 24 thì phải. Ừ, 3 số 24 cơ mà. Rồi, con ơi. Thầy ơi. Ơi. Thầy viết là 4 số 24 của ấy, 3 số 24 đâu. Nhỉ? Thế thì thầy bị thiếu số nào nhỉ? Số 26. Thiếu thiếu số 26, đúng rồi, chính xác con ạ. Đúng rồi. Chính xác. Đó. Và chung và số lượng Thì số trung vị là bằng bao nhiêu con nhỉ? Median. năm 25. Đó, chính xác sẽ là trung bình cộng của hai số chính giữa. 24 at 26 and then we divide by 2. Equals 25, chính xác con ơi, số trung vị là 25. Hãy tìm cho thầy mốt con ơi, mốt 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 mốt. Mốt bao nhiêu ta? 26. Mốt Rồi. thật là The mode is 24 and 26. Rồi. Đó, chúng ta có hai mốt con ạ, đó là 24 và 26. Rồi. Đó, hai số này đều xuất hiện 3 lần, 3 lần, 3 lần. Rồi, hãy tìm cho thầy rain, rain, the rain. Đúng rồi, đúng rồi. We take 27 minus 23. It's a 4. That's right. That's the rain là số lớn nhất, số lớn nhỏ nhất. Chính xác là 4 con ạ. Chính xác. Rồi, con làm bài số 10 nè. Question 10. Đây, đề bài như sau. Bài này nó min nó cao, cái lọc cao lắm thế. Đúng rồi Cái con này ạ. Right. For exercise 10 and 11, find the mean, median, mode and range. Hãy tìm mean này, median này, mode này và range này. Đây con ơi, chúng ta có một cái biểu đồ gọi là cross line. Min con người máy tính ra con tính thì hình như là 46. Rồi. Chúng ta có rất nhiều số đúng không? Mỗi một dấu x con ơi, mỗi một dấu x đó là biểu thị cho một số đấy. Ví dụ này, ở cái mốc 40 có 3 dấu x, có nghĩa là có 3 số 40 con ạ. 40, 40. Đúng rồi. 40, 41. 44. Đúng rồi. 46. 50, đúng rồi. 50, 50. Chính xác. 33, 53. 55. Đúng rồi, chính xác con ạ. Rất chính xác. Rồi, đây là những số của tập số liệu này. Con hãy tìm cho thầy, bây giờ tìm min được con nào. Min, 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 min. Min là 46. Min là trung bình cộng, cộng vào, chia cho đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cộng tổng chia cho 14 con ơi, cộng tổng và chia cho 14. 46. Một bạn ra bằng 46. Chúng ta chờ xem các bạn khác có ra 46 không nhé. Nhưng mà con chả chắc được không? Không chắc lắm. Tính nhiều số quá, con cũng nghĩ lúc đấy con cũng nghĩ lắm luôn. Lạ lắm. Các bạn khác con thử kiểm tra giúp thầy xem trung bình cộng có phải là 46 không ta? Liệu rằng trung bình cộng có phải 46 không nhỉ? Là 88 chia cho 2 bằng 44. Có phải 46 không con? Cộng tổng vào rồi chia cho 14 con ơi. Cộng tổng vào rồi chia cho 14.
40 cộng 40 bằng 120. 120 cộng 100 ai ai đang học tiếng Việt các thầy? Một ai đó này. Nào, có một bạn ra là 46 nè, một bạn ra chúng mình cộng là 46. Có ai ra là 46 không ta? 40 nhân 3 này, cộng với cả 41 này, cộng với cả 44 nhân 4 này, đúng không? Đó. 46 này. Cộng với 46 này, cộng với 50 nhân 2 này. Đó, cộng với 53 này, cộng 53 này, cộng 55 này. Tổng của chúng ta là bằng 644 luôn ạ, tổng bằng 644. Lấy 644 chia cho 14. Chia cho 14. Chia 14. Trời ơi, thế thì đáp số con chắc sai. 644 minus 14. À, no, divided by 14. Ờ, khoan nào. 46. Chính xác con ạ. 46 is correct. 46, đúng rồi. Chúng mình cộng là 46. Hãy tìm cho thầy median. Median. Median là 44 ạ. 44. Rồi, số chính giữa. À. Hai số này. 44 là 44. 44 và 44. Hai số này chính giữa này. Đúng rồi đấy. Median là 44 luôn. Là 44 à? Đúng rồi, mốt cũng là 44 luôn vì 44 rất nhiều lần. Mốt là 44. Đây là range là 15. 15. Đúng rồi. Chính xác. Range là 15. Range. All right, the range is right, we take the largest is 555 minus the smallest is 40 minus 15. Chính xác range là bằng 15. Đúng rồi, 15 con ơi. Câu số 11 con này. Bài 11 nhiều số lắm. Ở bài 1 nhớ nhiều số nhỉ? Các con với bài số 11 thì con tìm có thể range thôi, tìm có thể range thôi, tìm mỗi range thôi. Các cái trung bình cộng rồi trung vị con tìm sao? Một bạn ra range là 35. Median là 85, mốt bạn... 85. Rồi. 35 phải. Ok, nó sẽ là 35 nha. Rồi, range là số lớn nhất, trừ số nhỏ nhất được không? The largest is 100. Lấy 100 trừ đi 6 là 135. Rồi, 100 minus 65. All right, it's a 35. Đúng rồi. Chính xác con ơi. Rồi, range là bằng 100 trừ 65 là bằng 35. Rất tốt. Thì các con ơi, những cái phần liên làm trước có 3 bài. À thế này con. Ừ, đó. Mấy phần như kiểu là min, median, mode thì con tìm ở nhà giúp thầy nhé, vì nó hơi mất thời gian một tí. Đó là câu 12, tìm sao câu 12. Hãy tìm min. Này là 8, này là 10. Đúng rồi đấy. Này tăng vụt lên 14, à không 15 chứ. 10, 15, 12. 12. Sau đó là 11. 11. Sau đó lại là 8. 8. 8. 6. 6. 6. All right, the mean equals the mean equals. Min. Chúng mình cộng con. Cộng tổng và chia cho 7 con ạ. Cộng tổng và chia 7, cộng tổng các số này chia 7. Cộng tổng các số này và chia cho 7. Thầy bao nhiêu ta? Thử tính tổng đi thầy. Con tính 3. Đi. Tổng 3. Dễ mà. 3. 8. Một bạn ta là bằng 10, một bạn ta là 10. 8 at 10, at 15, at 12, at 11, at 8, at 6. Tổng bằng 70 con ơi, tổng bằng 70. Yeah. Hay bằng 10 thầy. Rồi, 70 divided by 7 is 10. Đúng rồi, chính xác. Median. Median là 12. Rồi, chẳng đúng không nhé. Sắp xếp cho tăng dần, sắp xếp tăng dần. 6, 8, 10, 12, no, 11, 12, 15. Rồi, median là trung bình cộng. Median là 10 luôn các bạn ạ. Là số chính giữa luôn. 10 là số chính giữa. Có 7 số thôi. Rồi, 10. Median is 10. Rồi, mốt. Mốt là 8. Đúng rồi, mốt is 8. Rain. Còn rain là 9. 9. All right, 15 minus 6 is 9. That's right, rain is 9. Cảm ơn con, chính xác rồi, câu 12. Câu 13 con này, question 13. Đầu tiên hãy tìm cho thầy min nào. Cộng tổng vào chia cho 6. Mean. The mean or average. Bao nhiêu con nhỉ?
cộng tổng chia cho 6. Cộng tổng vào rồi chia cho sau. 8, 3 chia 6 đúng không nhỉ? Rồi, một bạn ra bằng. 14. Alright, 14. Chúng ta sẽ đúng không nha? Tổng của chúng ta, con ơi, tổng là bằng 84. Tổng bằng 84. 84 divided by 6. 14. 24 ạ. 24 ạ. 14 thì sao con ạ? 24 thầy ơi. 14 mà. 14. 84 chia 6, 14 con ạ. 14, 14, 14. Rồi, median, median. 14. Chia 6, chia 3. Ờ, chia 6 con ạ, chia 6. Ôi, lú, lú rồi thầy, ông lú rồi. Median nè, median. Median 8, 12, 12, 13, 12, 12, 12. Một bạn ra là 12. 12 với 13. 12 với 13. Rồi. Vậy vậy con phải tính là 6. Trung bình cộng con ạ, trung bình cộng hai số ở giữa. Trung bình cộng hai số chính giữa, đó là 12 cộng 13 chia đôi. Trung bình cộng mà. 12 add 13 and then divide by 2 equals bằng gì? 12 cộng 13 chia 2. Chính xác. 12.5, 12.5 is correct, 12.5. All right. Mode. Mode. No, mode. All right. Rain. Rain là 18. All right. 26 minus 8 is 18. That's right. 18 is correct. Đúng rồi. Câu tiếp theo đây, câu 14 này. Question 14. Xem câu 14 có gì nào. Đây. Marjorie's friends bought CDs for $12, $14, $18, $10, $14, $12, $12, and $12. Which measure, mean, median, or more best describe the cost of the CDs? Now, that's it. Hỏi là thế này, bạn của Marjorie's, đó, bạn của Marjorie, Marjorie's, thì mua những cái chiếc đĩa CD với giá tiền như sau. Vậy, gọi là khái niệm nào sau đây, yếu tố nào sau đây, mean, median hay là mode, thì sẽ là biểu diễn tốt nhất cho giá tiền của những chiếc CD. Ba cái này, cái nào biểu diễn tốt nhất cho giá tiền của những chiếc diện, của những chiếc đĩa CD? Rồi, chúng ta sẽ tìm min được con ơi, tìm ba cái này nhá. Min bao nhiêu con này? Con tìm thấy min, trung bình cộng của giá tiền nào? Trung bình cộng giá tiền đến chiếc đĩa CD nào? Thầy đây có bao nhiêu cái đĩa vậy thầy? Đây con này, đôi 4, 6, 8 cái con ạ, có 8 cái. Có 8 cái. 12 at 14 at 18 at 10 at 14 at 12 at 12 at 12. Tổng là bằng 104 con ạ, tổng là 104. Thầy tính 100... nhanh đấy thầy. Ừ, thầy tính nhanh lắm bạn ạ. 104 divided by 8. 13 hả con? Cảm ơn 13, con. 13. 13. Alright, chính xác. Min là bằng 13. Như vậy là giá tiền trung bình của một cái đĩa CD là 13 đô la. Con đã tìm thấy median. 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 Median là... 12, 14. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Rồi chọn ra số chính giữa. 12. Thế nào? 4, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 12, 12, 12, 12. Đúng rồi. Ở giữa là 12 và 12, nên là median là 12 luôn. Median is $12. Hãy tìm mốt con ơi, mốt. 12. Rồi, $12. Rồi, vậy theo con, mean, median hay là mốt thì sẽ biểu diễn tốt hơn cho cái giá tiền của chiếc CD này. Cái nào biểu diễn tốt nhất? Median với mốt rồi. Median và mốt ạ. Có 12 đô à. Mà đổ ra tiền Việt Nam thì nhiều lắm thầy. Nhưng mà thế thì nếu mà chọn là 12 thì lại kiểu như là không biểu diễn được lắm những cái chiếc đĩa 14 và 18 đâu nhỉ. 14 là tốt nhất đúng không? 14 là range. Thế các con có nghĩ là mình nên chọn min không? Min là 13 thì có vẻ hợp lý hơn đi nhỉ? 13 hơn 17. Thì kiểu như là nó phản ánh cái trung bình cộng ấy con nhỉ. Yeah. Thầy nghĩ là cái min là tốt nhất con ạ. Min $13 là cái tốt nhất đấy. Rồi, ok con ạ, con sẽ làm thêm bài 18. Question 18. Find the mean, medians and more of the following 15 numbers.
Ô kia là có 11 số 3. Chính xác con ạ. 11 numbers 3. 11 numbers 3. 3 nhân đầu tiên hãy tìm min nào. 36. 36. Tiêu gì đang rơi cờ trắng đầu hàng rồi kia nơi dễ mà. 11. Con tính tổng đi. Dễ mà. 2, 3. Để con thử thầy. Ok. 11 thì 11 đúng không thầy? Cái này là 33 này. Đúng rồi, 33 này. 11 số 3 là 33 này. 33 này. 36 tính luôn. 36 với 2 cộng 1 bằng 3 luôn. Là 3. 45 thì 6 luôn. 3 rồi. Min là 3 rồi. Rồi, một bạn ra là min mùng 3. Để tí thầy ơi, con đang hơi bí tí. Ok. Đạt. Đạt 3 thầy ơi. 3 thầy ơi. Rồi. Để tí thầy ơi, thầy đợi con. Ok ok. Thầy có Skype đúng không thầy? Ờ có đúng không? À thầy không con ạ, thầy không con ạ. Con này có không? Không ạ. Thầy sao bữa nay mình đang học cái mít đấy thầy? Mít chơi chứ cái này nó chuyên chỉ vô không được vậy rồi. Rồi bây giờ đi tìm min con nhé. Bây giờ tìm min này, mà... này con này. Đây tìm min này. Rất là dễ này con này. Tính tổng con ơi, tổng này là bằng 1 cộng với 2 này. 11 số 3 thì là 33 này. Cộng 4 cộng 5 này. Tổng này là bằng bao nhiêu nào? Bằng 45. 45 6 với 6 với 6. 45 thầy. Chính xác 45 45 45. 45 thành 36 luôn. 45 chia cho tổng cộng là 15 số con ạ, có tất cả 15 số bằng bao nhiêu? Là 3. 3. Chính xác min là bằng 3. Median con ơi, median. Median cũng là 3 luôn. Cũng là 3 luôn. Đúng rồi, mốt cũng là 3 luôn. Cũng là 3 luôn, chuẩn. Rồi, câu này con ơi, câu này này. À, họ tính toán số xui không nhỉ thầy? Đúng rồi, real world problem solving. The Mighty Ducks of Anaheim officially trained its name to the Anaheim Ducks at the start of the 2006-2007 seasons. Question 19. Find the mean, median, and mode of the game attendance. Con hãy tìm trung bình cộng nào. Tìm trung bình cộng số người đến tham dự nào. Mean. Thầy ơi. Ơi. Nhiều đấy. Ừ. Có 4 số thôi mà. Ô, cái này thì tính lâu rồi. Lâu đâu. Cộng tổng vào chia 4. Con nghĩ kiếp là ở giữa 14 với cả 15. Họ đặt tính cho con rồi mà. Họ đã đặt thẳng hàng cho con rồi. Con cộng chỉ cần cộng vào rồi chia 4 là xong. Dễ không? Không ạ. Lấy 18.000 nhân với 2.000 xong 17.000 nhân với 13.000 cộng với 13.000. Cộng lắm vào. Lắm thầy ơi, làm lắm rồi thầy ơi. Cộng vào rồi chia 4. Lắm rồi thầy ơi. Cộng vào rồi chia 4 con ơi. Không biết cái câu này con đang đúng rồi. Thử là xem thử. Coi câu này medium đã có dư cái nguyên không? Ở phần không? Cộng vào trên 4 thì bao nhiêu nhỉ? Oh my god, ta tính nặng mỗi luôn. 8.500. 8.5.3.2.1.7.1. Bao nhiêu ta? Thầy cho tí sắp xong. Ok, sắp xong rồi. Các con sẽ tính ra tổng của nó là bằng... Đội Mighty Duck mạnh lắm luôn á thầy. Đúng rồi con ạ, mạnh lắm con ạ. 60.834. Con tính ra số tập phân thầy ạ. Đúng rồi, số phân con ạ, chính xác đấy. À, ủa? 15.208.5 ạ. 208.5. Đúng rồi, đúng rồi, lấy cái số này chia ra 4. Chính xác. Bằng 15.208.5. .5. Đây con này, 15.208.5 bằng 15.208.5, rất đúng. Rồi, kỳ lạ thật rồi, ok. Đó, đây là min, hãy tìm median, có đây tìm median. Là 13.078 với cả 17.174. Rồi, cộng vào chia đôi con ạ, cộng vào chia đôi, trung bình cộng của hai cái đấy mới là million, median. Trung bình cộng của hai cái đó mới là median nha. Con hỏi thầy cái tên thì để con 1, 7, 4, 15.126. Rồi, chúng ta xem đúng không nha. Để tới 70... Ok.
5.126. Gì vậy trời thầy? Đây là chia cho 2 đúng rồi. Đúng rồi, chia 2 con ạ, chia 2, chia 2. Lấy 2 số chính giữa chia đôi. 120. Bằng bao nhiêu con nhỉ? Dạ 151 15.126. Rồi, 15.126, đúng không? Đó, chính xác. Rồi. Bây giờ số chia 2 ở dưới thì giống như một mặt gì đó. Tại vì hết chỗ con ạ, thầy bị hết chỗ viết nên thầy đành phải viết như vậy vậy. Rồi con ơi, tiếp tục. 15.100. Đúng rồi, chia cho 2. 15.126 là đúng, rất tốt. Rồi, hãy đi tìm cho thầy mốt 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 mốt. Mô đi. Thầy ơi, đâu rồi? No, 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 mode, chính xác, no mode. Câu số 20 họ hỏi như sau. Thầy which ơi, matter? Ơi, ơi, ơi. Rồi, which matter from exercise 19 best describe the data? So, cái nào là cái mà miêu tả tốt nhất cái dữ liệu này? Median. Thực ra thì trong cái bài này thì mean và median nó cũng không chênh nhau nhiều lắm, không không chênh nhau đáng kể. Thế ơi, 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 có range không thầy? Cái này không có range, cái này thì họ lại không hỏi hỏi range, họ chỉ hỏi mấy cái này thôi. Min và median thì thấy đều tốt, đều khá là tốt. Hai cái này thì nó không chênh nhau đáng kể. Có một cái số tập phân thì. Ừ, đúng rồi. Đó, một cái số tập phân thôi, còn hai cái thì khá là ngang nhau. Rồi. Bây giờ đến một bài thử thách con ơi, một bài thử thách dành cho con đây. Question 22. Challenge. Như sau. The ticket prices in a concert series were $12, $13.7, $37, $45, $18, $8, $25, and $18. What was the ticket price of the 8th and final concert in this series? If the set of 8 prices had a mean of $23, a mode of $18, a median of $19.5 and a range of $37. Rồi, con suy nghĩ nào. Bây giờ làm thế nào đây ta? Con chưa hiểu cái đề bài. Ừ. Em thầy. Đây con này, họ nói như sau. Giá vé của những cái giá vé của những gì? Giá tiền của những chiếc vé đi tham dự buổi hòa nhạc là 12, 37, 45, 18, 8, 25 và 18 đô la. Vậy giá vé của chiếc vé thứ 8 là bao nhiêu? Giá vé của chiếc vé thứ 8 là bao nhiêu? Nếu như 8 chiếc vé này có trung bình cộng là 23, trung bình cộng là 23. Đó, có mốt là 18, có median là 19.5 và có range là bằng 37. Hỏi giá vé của chiếc vé thứ 8 là bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nào? Giá vé của chiếc vé thứ 8 bằng bao nhiêu? Trung bình cộng là 23, mốt là bằng 18, median là bằng 19.5 và range là bằng 37. Bao nhiêu nào? Kiên có hỏi là Kiên có đặt ra một câu hỏi là range của sự đẹp trai của thầy so với cả lớp là bao nhiêu? Đúng, đó đó là range, đó là quá lớn các bạn. Range đấy là một số quá lớn. Dương vô cùng. Hơn tỷ á. Đúng rồi, hơn hơn tỷ đúng rồi, chính xác hơn tỷ. Vô tận thầy ơi. Vô tận. Tức là nếu mà lấy sự đẹp trai của thầy trừ đi sự đẹp trai của các con thì bằng vô tận luôn. Vô tận của âm. Âm vô tận đấy ạ. Không, dương vô tận các bạn, dương vô tận. À đồng ý, âm vô tận giơ tay. Không có ai giơ hết. Rồi câu 22 nè. Trong đầu rồi. Câu 22 con ơi.
Nghĩ là 49. Một bạn ra bằng 49. Bây giờ dễ mà con ơi, dễ cực nhá. Con có trung bình cộng là 23 đúng không? Vậy con tính được tổng đi. Tổng này. Chúng ta có 8 chiếc vé đúng không? 184. Đó, lấy 23, lấy 8 nhân 23 là ra tổng này. Có bao nhiêu nhỉ? 184. Đúng rồi con ạ. 184. 184 đúng rồi đấy. Thầy ghi nhầm đấy, 184. 184 là tổng tiền của 8 chiếc vé này. Lấy tổng tiền này trừ đi 7 chiếc vé đã biết con ơi. Đó, chiếc vé thứ 8, the 8. Right, the 8 the 8 tickets. Course. Chiếc vé thứ 8 có giá tiền là 184 minus 12 minus 37 minus 45 minus 18 minus 8 minus 25 minus 18. Đó có tiếng thầy nào? Mà bao nhiêu ta? À, bao nhiêu? Nhiều thế. Bao nhiêu nào? 2 + 18 + 30 90 + 18 + 72 1 2 4 bao nhiêu con nhỉ? Chưa xong thầy ơi, 64. Ok. 39. Một bạn ra bằng 46. 46. Hai bạn ra bằng 46. 46. Hình như 46 chưa đúng hay sao ấy? Vâng, con tính là phải thấp hơn là 46 cơ thầy. Ừ, thầy cũng nghĩ là thấp hơn 46 ấy. Thấp hơn. Con tính hình như là mười mấy cơ. Ừ, nhưng mà mười mấy thì bé quá. Vâng. Hình như là tầm hai mấy thôi thầy. Ừ, hai mấy con ạ, hai mấy ấy. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nào, hai mấy nào. N nha thầy. Hai mấy nào? 21 ạ. Con tính thầy 21 ạ. Một bạn ra bằng 21. Chính xác con ạ, 21 là đúng con ạ. 21 is correct, đúng rồi. Chiếc vé thứ 8 có giá là bằng 21 đô la con ơi. 21 đô la đúng. Bây giờ con ơi, sau khi tìm ra được nó bằng 21 đô rồi, con kiểm tra thầy này. Mốt có phải là 18 không? Median có phải là 19.5 không? Và range có phải là bằng 37 không? Kiểm tra lại cho chắc con ạ. Con thử. Kiểm tra lại cho thầy nè, xem đúng không? Ủa, thầy cho đến bước cuối rồi mẹ, con là kiểm tra thầy. Đúng rồi đấy thầy. Correct. Correct hết đúng không? Correct hết. Đó, như vậy là yên tâm rồi. 21 là đúng rồi ạ. Không có vấn đề gì. Đúng rồi. Con trả lời câu 23 con ơi. Câu 23 họ hỏi như sau này. Question 23. Họ hỏi như sau. What effects does adding a value that is much smaller than the values of the other data in a set have on the medians, the mode, and the range? What effect là sao thầy? What effect tức là họ hỏi là khi mà chúng ta thêm một cái số, một cái giá trị mà quá nhỏ đó, much smaller. Khi chúng ta thêm một cái giá trị mà nó quá nhỏ so với cả những giá trị khác vào trong một cái tập dữ liệu thì median, mode và range ảnh hưởng như thế nào? Đó, ví dụ bây giờ theo con khi thêm một cái số quá nhỏ vào trong một cái số liệu là một số rất là lớn. Thì median nó như nào? Median nó sẽ như nào? Nó bị ảnh hưởng như nào? Median nó bị nhỏ đi ạ. Nó bị nhỏ thầy. Thật không? Chưa chắc đâu. Thầy ví dụ nhá. Đúng rồi, thầy ví dụ này, thầy có một tập số liệu toàn số 10 thôi, toàn số 10 với nhau. Rồi, đó. Bây giờ đúng rồi, bây giờ thầy cho thêm một số 1 vào. Rồi, median vẫn là 10. Đấy. Đúng không? Không ảnh hưởng gì. Đúng. Cho nên là con ạ, median thì chưa chắc đã ảnh hưởng con ạ. Chưa chắc. Đúng rồi. Thế mốt thì sao? Nếu thế thì là thường một đơn vị mà thầy. Đúng rồi. Theo con mốt thì sao? Mốt thì vẫn thế.
mốt mốt không ảnh hưởng. Mốt thì trừ khi mình thêm số đó quá nhiều. Đúng rồi, mốt thì không ảnh hưởng. Rồi rin thì sao? Rin 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 thì bị nhỏ, to lớn đâu chưa chắc. Rin thì sao? Rin chưa chắc, mình đâu có biết là số đó nó phải số bé nhất đâu, mình lấy mình trừ. Có là số đó mặc định số đó là số bé nhất, bởi vì họ nói là thêm một số nhỏ hơn so với những số còn lại mà. Số đó là thế số bé nhất đấy. Thầy. Thế thì Rin. Đúng rồi, chính xác. Ví dụ này nhé, con hình dung này. Ví dụ trong một cái tập hợp người mà ví dụ toàn người đẹp trai như thầy Bình thôi. Tự nhiên bây giờ thêm một người, ví dụ như con chẳng hạn, đúng không? Khiến cho là cái Rin đấy, cái Rin về cái sự đẹp trai ấy, nó bị tăng lên, nó bị giãn cách rất là nhiều. Đúng không? Đúng không? Thầy đẹp trai thì mọi người thì nói. À, thứ nhất con ạ. Thế cho thử bên dưới. Thứ nhất con ạ. Đây để con sang hạng xem người đấy ạ. À, sang hạng xem em ơi. Ở trên mạng thì thầy không public thông tin đấy con ạ. Thầy không public. Nên là Google không biết đâu. Google không biết thông tin đấy đâu. Thầy phải ẩn mình con ạ. Thầy phải ẩn mình. Sợ lộ danh tính. Con chỉ có một chữ thầy thôi. Thầy hãy nhìn vào chat đi thầy ơi. Ok, câu 24 con ơi. Câu 24 này. Question 24. Đây. The table shows the number of concert performed by the quest. Thầy để bọn con tính một đúng đống đồ dài dòng đây thầy. Rồi, what is the median number of concert? Chỉ tìm median thôi mà, tìm median thôi. Tìm median không có lắm, nhưng mà cũng hơi nhiều. Đúng rồi, tìm median này. Median. Median à? Ở median ở đây. Median hình như là 136, 124 thế này. Ừ. Một bạn ra bằng 126, 134. Cộng lại chia, ai chia giúp đi. Ừ. Không. 138 ạ. Con ra 138. Một bạn. Rồi, chúng ta đúng là 138 không nhỉ? 138. Ok. Thôi thầy đừng có tính bằng cái này. Đáp con số có vẻ như không phải là 138 con ơi, đáp số lại không phải là 138. Đúng rồi thầy, có không thể sai được. 136, 138. 136. 138. Rồi sắp xếp nhá, 124 nè. Rồi bên dưới là gì? 136 đúng không? 136 này, có mấy số? 3 số à? 136 này. 136 này. Đó, 3 số 136 rồi đến gì? 138 này. Rồi đến gì nào? Rồi đến 142 được không? 142, 142. Rồi đến gì? 150. Đủ chưa? Đủ các số chưa con? Đủ rồi đấy nhỉ. Không thiếu số nào đúng không? Đủ rồi. Bây giờ chọn ra số ở chính giữa con ơi, số chính giữa đâu? Số chính giữa đâu? 137. 137 con ạ. Trung bình cộng của 136 và 138 đó là bằng 137 con ạ. 137. No. 137 is correct. 137. Chính xác, cảm ơn con. 137 là đúng nhá. Câu 25 con ơi. Question 25. Câu 25 này. Thôi câu này dài quá con ạ. Thôi bỏ qua câu này bởi vì họ nói là hãy tìm trung bình cộng con ạ. Cộng tổng vào con ạ. Cộng tổng vào rồi chia cho 12. Ừ, 12 tháng thôi. Cũng không có gì. Thì mình làm câu 27 con này. Con này. Làm câu này cho vui. Question 27. Hey, who spent the most on lunch? Ai là người dành nhiều tiền để ăn trưa nhất? Matt ạ. Chính xác. Matt. Right, Matt. Question 28. How much more did Kyo spend than Hugo? Kyo ạ? Một ạ. Một ạ. Một. Đúng rồi. Một. Kyo dành nhiều tiền hơn Hugo là $1. Chính xác. $1. Câu số 29 này. How does the amount Matt spent compared to the amount Jacob spent? So sánh giữa số tiền mà Matt tiêu so với cả số tiền mà Jacob tiêu. So sánh thì là Matt hơn thôi thầy. Hơn bao nhiêu? Hơn bao nhiêu? Matt lớn hơn Jacob. Ừ, là 2,5 và 5,5. 2,5. 5 và 2,5 ạ. Cụ thể nếu mà chính xác ra con biết là gấp mấy lần không? Con có để ý thế là gấp mấy lần. Đôi ạ, gấp đôi. Chính xác con ạ, gấp đôi. Twice. Chính xác. Bạn Matt bạn ấy có cái cột cao gấp đôi bạn Jacob bạn ạ, gấp đôi luôn. Đúng, chính xác. Đúng rồi. Câu 30 con ơi, question 30. Đây.
Dễ mà ha. Rồi, evaluate this expression. If x equals 3, y equals 12, and z equals 8. 16. 2z là bằng... Thầy chơi tí. Ok. Tèo, 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 tèo. Tèo, 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 tèo. 7, 7. 7 là... Từ 24, 24, 48. Giờ thầy tính thôi. Thầy tính ra con ghi hết rồi thầy. Rồi, bằng bao nhiêu nè? Thầy đợi con tí thầy. Ok, ok. Mà tính ra con ghi hết cách làm mới như thầy. Có phải 50 không thầy? Sai. 100. 100. Có. 100. 2z cơ mà, chứ đâu phải là 8. 2z mũ 2 chứ đâu phải là 8 bình phương đâu. 2z mũ 2 thì 2z là 2 16. 2z. 2 2z là 16. 16 nhân 16 nhân đôi bằng 32. Cái gì vậy trời? Bình phương mà. 16 nhân 16 luôn á. Ừ, 16 x 16 mà. Là bằng bao nhiêu ta? Rồi, nào con ơi, dễ mà. Z bằng 8 này, thay vào này. Alright, 2 times 8 square. Alright, add. Alright, add. 56 lúc này ơi. 3x square. 3 times x square x bằng 2 ở x bằng 3 còn trừ đi minus 12. Rồi 2 nhân 8 bằng 16 nơi 16 square add 3 times 9 3 mũ 2 là bằng 3 nhân 3 3 nhân 3 là bằng 9 minus 12 còn 16 bình phương bằng bao nhiêu con nhỉ, con biết không? Giờ y là 12. 16 bình phương bằng 1 bằng bao nhiêu con? Đợi 16 bình phương. 156 này, 156. Thật à? Sao thể nghi nghi nhỉ? 256 chứ nhỉ? 256 mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, 256 đấy. Đúng rồi. 256, 256 cộng với cả hạ 3 nhân 9 là 27 này. Đó, trừ đi 12. Đó, và kết quả cuối cùng bằng? Có còn mũ 2 nữa sao ta? Ủa thầy còn cái này nữa sao thầy? Đâu, đâu. Mũ 2 thì tính rồi mà. Mũ 2 tính rồi. Đây, 3 mũ 2 là bằng 9 đấy con. Đó, 3 mũ 2 bằng 9. Tức là bằng 256 cộng với 15. Con. Alright, it is 271. 271. Con. 271 is correct. Con, 271 là đúng nhá. Không khó đúng không? Đó là câu số 30. Rồi, đơn giản mà. Con. Rồi, chuyện nào con ơi. Xem ai làm được câu này nhá. Ai làm được câu này mới gọi là đỉnh này. Đây. Ok, thầy có làm luôn. Ok luôn. On Monday, I was put in charge of collecting book orders. The books cost $2.5, $3.75, and $5. I collected 8 orders on Tuesday, 11 orders on Wednesday, and more orders on Thursday and Friday. Find how many books orders Lisetta collected. Nào, ai làm được bài này? Này là không có đủ dữ kiện không giải được ạ. Ai làm được bài này mới gọi đỉnh này? Không có đủ dữ kiện không giải được thầy. Con theo... nhìn đáp án rồi ạ. Rồi, thằng rất là thông minh. Thằng đã nhìn trước rồi con ơi. Bài này họ nói sao con này? Đó là vào thứ hai con ạ. Vào thứ hai thì tôi đã đặt mua những kia một số quyển sách. Nhưng giá tiền của những quyển sách là 2.5 đô la, 3.75 đô la và 5 đô la. Tôi đã đặt mua 8 quyển sách vào 8 lần đặt hàng thầy vào ơi, thứ 3. Con biết làm. Con biết làm. Làm thế nào con? Dạ đâu để bác không đủ điều kiện nên làm. Rồi, 11. Con vừa mới nói thế. Đó, đặt 11 đơn đặt hàng vào thứ 4 và đặt thêm một vài đơn đặt hàng vào thứ 5 và thứ 6. Hãy tìm tổng số lượng đơn đặt hàng
mà bạn Lisa bạn đặt bạn đã đặt hàng. Con chỉ biết là thứ hai là không quan trọng với đề bài mà mình phải biết cái thứ 5 với cả 6. Đúng rồi con ạ, chính xác. Và ở đây họ cho mình giá tiền của những quyển sách không để làm gì cả. Thầy không cần giải đi đâu thầy ạ, bỏ cái khác đi thầy ạ. Giá tiền của những quyển sách là giữ kiện thừa, trong khi lại cho thiếu, không biết là họ không cho mình thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Họ không cho mình cái thông tin đó, thành ra chúng ta không tìm được. Còn không biết đang mua thầy. Đúng rồi, đây con này. Đó, since you do not have enough information, the problem cannot be solved. Chính xác, bài toán này không thể giải được. Đó. Ok, câu 1 con này. Question 1. Number 1. Miss Paris class is having a reading challenge. Joseph reads 10 books in 8 weeks. Allison reads 7 books in 8 weeks. And Miguel read 11 books in 8 weeks. How many more books does Joseph read than Allison? Joseph với lại Allison. Bỏ cái này đi đúng không thầy? Joseph à? Dư thừa cái này đúng không thầy? Bao nhiêu nào? 3. Rồi, 3. 1 bạn sẽ bằng 3. 10 7 thôi thầy, đây bài toán lớp 1 ạ. Alright, we take a đúng rồi, chúng ta chỉ việc lấy 10 thôi. Chúng ta là 10 cuốn này, đọc được của Allison là bằng 3 cuốn này, 7 cuốn này đúng không? Đó, hơn nhau là 3 cuốn sách. Rất đơn giản, đúng không nào? Họ, có cái này họ, đúng rồi, họ cố tình cho thừa dữ kiện để làm khiến đứa con hoang mang. Đó. Câu số 2. Question 2. How much higher is Mount Hood than Mount Massey? How much higher is Mount Hood than Mount Massey? Thầy chờ con một tí thầy để con bật hack luôn. Ok. Hai ba chín là trừ năm tám chín năm ạ thầy. Năm tám chín năm, chính xác con ạ. 5,895 chính là cái phần chênh lệch giữa núi Hút và núi Masi, chính xác. Đúng rồi, câu số 3 con này. Question 3. Thầy ơi. Ơi ơi. IP đúng không? IP là gì con nhỉ? Thầy không hiểu. IP là sao ta? Skype. À không không mà, không mà, thật không mà. Có. Rồi câu 3 lên ơi. Câu 3 này. Question 3. Hey, Carl is collecting money for a drum-a-thon. His goal is to collect $85. So far, he has collected $10 each from 2 people and $5 each from 6 people. How far away is he from his goal? Sao mà trả lời đúng câu này nha. 75. Vẫn trong 75. 75. Thế chơi dữ kiện nha. Chú có mình, chú nó nhảy được 10. 10 đô à. Họ nói như sau là con này. Bạn Carl ấy, thì bạn đang đi gọi là kêu gọi quyên góp tiền. Đó, mục tiêu của bạn ấy là kêu gọi là quyên góp được 85 đô, thu thập được 85 đô. Cho đến nay thì bạn ấy đã rồi, bạn ấy đã vận động được hai người mỗi người 10 đô. Đó, đây này. Hai người mỗi người 10 đô và 6 người mỗi người 5 đô. 35 ạ. Rồi, vậy bạn ấy còn thiếu bao nhiêu tiền nữa để đạt được mục tiêu? 35 ạ. 35 ạ. Rồi, mình xem nha. 35 ạ. All right, 2 times 10 đô. Hai người mỗi người 10 đô này. Còn 6 người mỗi người 5 đô này. Bằng 30 ạ. Đúng rồi, đây là bằng 50 đô đúng không? 50 đô. Vâng, đó. Thì 35 rồi thầy ơi. Chính xác. Alright, we take $85 minus $50 is $35 is correct. 35 đô la là câu chính xác của câu số 3. Cảm ơn con, rất đúng. Đúng rồi. Câu số 4 con này. Question 4. The drama club sells 125 student tickets and 38 adult tickets for a total of $603. How much does a student ticket cost? Bây giờ cộng hai này lại thôi. Hai cái này lại rồi. Cộng có bao nhiêu thôi thầy? Rồi, thì bằng bao nhiêu con nhỉ? Thầy đợi con tí. Ok. Có ai 163 làm... người ạ. Ai làm được bài này mới gọi là đỉnh này. Bài này thầy. Đấy, bài 4 đây con này. 3 người. Làm được bài 4 mới gọi là đỉnh. Ê,
Ai chà chà nhờ. 163. Không, con nghĩ giá tiền của học sinh thôi. Giá tiền của học sinh thôi. Khó nè. Rồi, bằng bao nhiêu người ta? Ai chà chà. Ghi quá thầy tự ghi là poor teacher. Nào. Ở thầy poor thì là thầy. Có ai ra bài 4 chưa? Tốt là bán 125. Ở đây chỉ biết là vé người lớn hơn vé trẻ con thôi. Đúng rồi. Đấy con ạ, họ nói như sau này. Một câu lạc bộ bán 125 vé học sinh và 38 vé người lớn. Tổng tiền là 603 đô la. Hỏi... Rồi, hỏi một vé trẻ em, một vé học sinh là bao nhiêu tiền? Hỏi một vé trẻ em là bao nhiêu tiền? Một vé trẻ em là bao nhiêu tiền? Alo. Chị nhớ chị chà chà. Một vé trẻ em là bao nhiêu tiền ta? Người ta có thể nhét vào 3 đô đây. Thêm thiếu dữ liệu thầy ơi, bài này không làm được. Không làm được thầy ơi. Rồi, theo con tại sao lại không làm được? Bởi vì là thầy biết hơn là bao nhiêu thầy, con chả biết. Đúng rồi con ạ. Họ phải cho mình họ phải cho mình số vé, số đúng rồi, số vé. Số tiền của ít nhất là người lớn phải hơn trẻ con bao nhiêu tiền mà con mới biết được thầy. Đúng rồi, họ phải cho mình, ví dụ họ phải cho mình giá vé của một vé người lớn là bao nhiêu, một vé người lớn bao nhiêu tiền thì mới làm được. Luôn, bài này không làm được, chính xác con ạ. Bài này không làm được, thiếu dữ kiện. Cannot solve. Không làm được. Không làm được. Đúng rồi. Bỏ nó đi thầy. Quan đó. Rồi. Không làm được, chính xác câu số 5 con này. Thầy mấy bạn hình như thầy thấy thì giàu thì rich hay là poor? Thì poor lắm con ạ, poor. Câu số 5 rồi. Nghèo rất nghèo thầy. Là 26 này. Đúng rồi, 26. Đúng rồi. Chính xác luôn. Đúng rồi, câu 6 con này. Question 6. Alright, Pete studied 115 spelling words in 5 days. How many words did she study each day? If she studied the same amount of words each day. Ui, câu này làm được thầy ơi, dễ quá. Bao nhiêu nè, bao nhiêu? Ui, bằng 23. Một bạn ra 23. Bạn Pete, bạn ấy học được 115 spelling words vào trong 5 ngày. Hỏi. Chính xác, 23, chính xác. Rất chính xác. Đúng rồi, easy. Câu số 7 nè con này. Super. Question 7. Alioner earned $750 in May, $656 in June, and $912 in July. All right. Looking at the grocery store, how much more did Alioner earn in July than in June? Hải kêu thầy nãy giờ thầy không nghe. Ơi. Thầy ơi, lớp thứ 5 lớp từ 6 giờ đến 7 giờ là có là có nhiều học sinh không thầy? Cũng khoảng tầm như lớp mình con ạ, khoảng tầm như lớp mình. Đáp án là 256 ạ. Thầy ơi, đáp án 256. Rồi bạn đáp án 256. 56 thầy. Hai rồi. Bạn ra 256. Rồi thử xem nhé. Ba bạn ra 256. Aliana. 256 thầy ơi. Rồi, Aliana kiếm được 750 đô vào tháng 5, 656 đô la vào tháng 6 và 912 đô la vào tháng 7. Hỏi tháng 7 kiếm được nhiều hơn tháng 6 bao nhiêu? Ôi dễ thế nhỉ. Rồi, 912 minus. Cái chủ đề này nó chỉ biết là nhận dạng đề có đủ 656. Hay là không đủ thôi thầy. 256 đúng rồi, 256 đô la là kết quả chính xác. Đúng rồi. Lại hình của đầu tiên thầy. Rồi câu 8 nào. Draw the next figure in the patterns. Cái hình đầu tiên thầy ơi, hình đầu tiên ấy. Rồi, thế con này hình đầu tiên đúng không? Chính xác con ạ. Cái hình này nó quay con. Cái hình này nó cứ xoay đi, xoay ngược chiều kim đồng hồ con ạ. Xoay này, xoay. Đó được không? Xoay. Đó. Và cứ mỗi một lần xoay như vậy thì sẽ đến hình tiếp theo. Do vậy, chúng ta lấy cái hình thứ tư xoay đi một chút, con xoay đi một chút thì sẽ quay trở lại đúng hình đầu tiên. Đúng rồi. Mình hình đầu tiên là xuất hiện ở đây. Đó. Con. Rất chính xác. Bài 9 thầy ơi. Đúng rồi, bài 9 con này. Question 9. Sao bài 9 có gì nào? Alright, Duan is downloading songs onto his digital music players. The first song is 3 minutes long. The second song is 4 minutes long.
And the third song is between the lengths of the first and the second end song. What is the total length of all three songs? 10.5. Rồi, một bạn sẽ bằng 10.5. À, thầy. 10.5. 10.5 á thầy. 10.5 á thầy. Đúng rồi thầy. Con nói đúng rồi thầy. Bởi vì giữa thì chỉ là 3.5 thôi thầy. Rồi thì mình xem nhé. Đây con này. Dạ đúng không thầy? Con ghi vậy đúng không? 10. Nhưng mà thế này con này. Có một cái con cần lưu ý đó là cái từ between ấy. Họ nói là bạn Juan. Bạn Juan bạn ấy đang tải những bài hát đúng không? Cái bài hát thứ nhất thì dài 3 phút này. Đó, bài hát thứ hai thì dài 4 phút này. Đó, bài hát thứ ba thì ở giữa bài hát thứ nhất và thứ hai. Nhưng thế này con này, ở giữa thì không có between ấy, between thì không nhất thiết là phải là chính giữa đâu nhá con nhá. Đó. Không khó đáp án thầy ơi, không đáp án à. Between thì chỉ là gọi là ở trong khoảng thôi, trong khoảng thôi. Đầy luôn này. Đúng rồi. 3 phút 30 giây. Đó, thì con chú ý ví dụ như là giữa số 1 và số 10 ấy, thì số 2 cũng được gọi là nằm giữa 1 và 10. Số 9 cũng gọi là nằm giữa 1 và 10. Đấy. Nên không là chúng ta đúng rồi, chúng ta chưa thể biết được bài thứ 3 là bao nhiêu. À, không có 59 cắt thầy. Đó, cho nên chúng ta sẽ không thể giải được bài này con ạ. Cannot solve. Bài này không thể giải được. Không thể giải được. Con 59 cắt. Không giải được. 3 phút 1 giây cho đến 3 phút 59 giây. Rồi, bài số 10 con này. Question 10. Army is slicing a loaf of Italian bread to serve with dinner. She plans to cut the loaf into slices that are 1 inch thick. How many slices can be cut? Thầy ơi. Ơi ơi. Có cái bài không giải được mà tại sao người ta lại đưa vào đây vậy thầy? Đúng rồi con ạ. Không phải đâu, không bởi phải vì đâu, là ở bên nước ngoài con ạ, ở bên nước ngoài thì họ cố tình cho các con những bài toán mà xen kẽ những bài toán không giải được để xem là các con có nhận ra điều đấy không, xem các con có nhận ra bài rằng này không là giải được thầy ạ. Đó, để xem các con có nhận ra rằng là nó không giải được không. Đấy, họ cố tình bài cho như vậy đấy con ạ. Cái loaf of Italian bread này nó có thể dài tới 1 km cơ thầy. Đúng ạ. Rồi. Hợp lý. Có thể dài mấy nghìn km. Đúng rồi con ạ, đây này. Cannot solve. Rồi, họ nói như sau, bạn Ami thì bạn ấy đang gọi là cắt mỏng một cái bánh mì Ý, đó, bánh mì Ý. Thay để ăn cho bữa tối. Bạn ấy lên kế hoạch là sẽ cắt cái bánh mì này thành những cái lát mỏng mà mỗi một cái lát mỏng thì có độ dày là 1 inch, độ dày là 1 inch. Vậy thì bạn ấy có thể cắt được thành bao nhiêu lát như vậy? Chúng ta không thể giải được chính xác. Đúng rồi. Bởi vì chúng ta không thể biết bánh mì đó dày bao nhiêu, đề bài không cho, nên chúng ta không thể làm được. Chính xác, rất tốt con ơi. Cannot solve is correct. Câu số 11 này con này. Question 11. The table shows the Tong rate, family's monthly expenses. In 1 month, how much do they spend on food and gasoline? 340. At gasoline is 200. Equals 540, that's right. $540 is correct. Đúng rồi. 540, chính xác con ạ. Câu 12 con này. Question 12. A fruit punch recipe calls for 8 cups of orange juice. How many people can be served? Cannot solve. Tại sao nhỉ con này? Tại sao không giải được vậy con? Tại sao không biết bao nhiêu người? Đúng rồi thầy. Có thể cả trái đất đến mà thầy. Đúng rồi. Thấy. Chính xác, chúng ta không biết bao nhiêu người đúng không? Và thứ hai nữa là chúng ta cũng không biết là mỗi người uống bao nhiêu cơ. Đúng không? Họ nói là cái công thức này thì cần gọi là gì? 8 cốc nước cam. Đúng không? Nhưng mà hỏi là vậy bao nhiêu người có được phục vụ đó? Bao nhiêu người có thể được phục vụ thì không biết là mỗi người uống bao nhiêu. Đó, ví dụ như là mỗi người uống 2 cốc hay là mỗi người uống 1 cốc? Hay là mỗi người uống mỗi người một giọt có cả thì uống. Đó, hay là một người uống hết cả 8 cốc luôn chẳng hạn nữa. Đó, thì mình không thể biết được nên là chúng ta không giải được bài này con ạ. Cannot solve. Bài này cũng không thể giải được vì không có thông tin mỗi người uống bao nhiêu. Đó, chính xác con ạ. Thế thì con ơi, hôm nay thì mình sẽ tạm dừng ở đây. Xong rồi buổi sau con ơi, buổi sau mình sẽ cùng nhau làm quiz lần tiếp theo con ạ. Buổi sau làm quiz nha. Thầy, sao làm quiz gì? Thầy, con làm quiz gì? Thầy là đem quả. Thầy chuyển đi thầy. Thầy. Ơi. Thầy ơi. Thầy
Quýt thầy cho dễ vào, thầy cho một mấy ấy. Ok ok thì nhớ rồi nhé. Yeah, ok thế nhé con nhé, hẹn con buổi sau. Thầy ơi, thầy đừng hỏi thầy đẹp trai hay là ok bởi vì, thầy ok ok thầy sẽ không hỏi thầy đẹp trai đâu bởi vì thầy biết là thầy đẹp trai rồi. Ok bye bye con, hẹn lại con buổi sau. Bye bye con, bye bye. Chào hello. Con nhé. Ơi ơi con ơi 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 ơi. Con hỏi nốt câu này. Ờ con hỏi đi. Tại sao cái gì mà thầy cho làm lần trước ấy? Ừ. Câu 16 lại là thầy bình điểm dai à thầy? À tự nhiên quýt sỏi đấy con ạ. Tự nhiên quýt sỏi đấy chứ thầy cũng có hỏi đâu. Quýt sỏi như thế con ạ. Chắc là do thầy nhắn vào xong thầy ấn lỗi với gì. Không phải đâu, do quýt đấy. Hẹn lại con buổi sau nhé. Bye bye con. Bye bye con.